Chiều nay, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đã có trận ra quân gặp đội tuyển bóng đá nữ Thái Lan trong khuôn khổ giải bóng đá nữ SEA Games 30. Ở trận đấu này, các cầu thủ của chúng ta phải thi đấu trên mặt cỏ nhân tạo trước một đối thủ mạnh có thể hình vượt trội. Thế nhưng, chính các cô gái Việt Nam mới là những người có bàn thắng mở tỷ số dẫn trước ở cuối hiệp 1. Đáng tiếc, ở những phút cuối cùng, chúng ta đã không thể bảo toàn được tỷ số và để cho Thái Lan ghi bàn thắng gỡ hòa ấn định tỷ số 1-1. Sau trận đấu, đội trưởng Huỳnh Như đã có những chia sẻ như sau. 1-1 trước Thái Lan ở trận đầu ra quân thì Như có tiếc được kết quả nào? Dạ thì cũng hơi tiếc, 50 phút cũng gần hết giờ để thủng lưới. Còn đội cũng tiếc nhưng mà không sao, cũng trận đầu tiên nhưng mà đội em sẽ cố gắng để tiếp tục trận còn lại. Anh quan sát bản thân thì thấy thể hình của Thái Lan khá to. Ngoài cái bất lợi về thể hình thì tuyển còn cảm thấy bất lợi thêm về vấn đề gì nữa không? Dạ thì thể hình thực sự thì Thái Lan nó cũng hơi nhỉnh hơn Việt Nam, nhưng mà tụi em nghĩ thì đó cũng không phải là một vấn đề quan trọng lớn lắm. Với lại hôm nay thì tụi em cũng mới là lần thứ hai mà được thi đấu trên sân, đá trên sân này thì nó cũng có một ít khó khăn về cái xử lý bóng. Cái có phải cái vấn đề về mặt cỏ nhân tạo tại sân Milan này không? Dạ. Bữa giờ thì cũng chỉ được tập có một buổi, từ khi sang Philippines là tụi em cũng chỉ tập được có một buổi, nên thực sự là khi mà hôm nay thi đấu thì cái tiếp xúc bóng, cái chạm bóng đầu tiên nó cũng rất là khó khăn. Ngoài vấn đề tiếp xúc bóng, thế với đội tuyển mình thì Như có quan sát các bạn Thái Lan có bị ảnh hưởng vấn đề tương tự như mình không? Dạ Thái Lan ấy, như thấy thì cái cảm giác họ tốt hơn mình, chắc có thể là họ cũng được sân nhiều hơn mình, hoặc là họ cũng đi tập những sân cỏ nhân tạo chứ hơn. Ở đây thì cỏ sân cỏ nhân tạo họ sắp xếp cho Việt Nam mình rất là xa, nên đội cũng rất là hạn chế đi, chỉ tập những sân cỏ tự nhiên gần. Sau một ngày mà truyền thông đã quan tâm đến vấn đề chế độ ăn uống ấy, thì hiện tại chế độ ăn uống của các bạn như thế nào vậy? Dạ, dạo này thì các thầy các cô cũng đi mua đồ ăn cho đội bổ sung thêm, thì cũng các bữa ăn cũng được cải thiện nhiều. Vào 15 giờ ngày 29 tháng 11, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có trận đấu tiếp theo gặp đội tuyển nữ Indonesia. Next Sport, nước đồng hành cùng thể thao Việt Nam trên khắp mọi chặng đường.